nhà báo phạm trần hỏi trước việc hải quân trung quốc không ngừng phô trương sức mạnh quân đội, sự đe dọa đài loan một thực thể đồng minh của mỹ tấn công đánh chìm một tàu cá việt nam ngày 4 tháng 4 năm 2020 và gia tăng hành động nước lớn muốn ăn hiếp các nước nhỏ ở đông nam á trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở biển đông và biển hoa đông tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong vụ đảo Điếu Ngư, Senkaku, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào ngày 24 tháng 4 2020 đã tuyên bố cực lực phản đối Bắc Kinh và kêu gọi các quốc gia khác buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Nhưng trong khi đó thì Hải quân Mỹ cũng đã tuần tra nhiều hơn và sát hơn các vị trí biển đảo mà Trung Quốc đã chiếm đóng ở Biển Đông. Trong bối cảnh này, giáo sư có nghĩ rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đang muốn phô trương sức mạnh xem ai là cường quốc quân sự ở châu Á hay hai nước đang có những động tác có thể dẫn đến nguy cơ chiến tranh ở châu Á không? Giáo sư Nguyễn Minh Hùng trả lời, phô trương sức mạnh là biện pháp thông thường để răng đe, làm áp lực mà không gây ra chiến tranh. Sự hiện diện dồn dập của các tàu chiến Hoa Kỳ và việc tàu sân bay USS America và USS Gabriel Gifford đã rỗi tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Mã Lai Á mà tôi nói ở trên thuộc dạng này. Tuy nhiên, phô trương sức mạnh theo kiểu tàu chiến và máy bay tác chiến kèm sát nhau tạo ra căng thẳng. Tình trạng căng thẳng này dễ đưa đến những va chạm đụng độ không cố ý, có thể leo thang lên chiến tranh. Nếu Trung Quốc lấn tới mà Hoa Kỳ không chịu lùi thì không thể coi thường nguy cơ chiến tranh ở Biển Đông. Ngoài ra, nếu Hoa Kỳ thực sự có quyết tâm ủng hộ ASEAN chống sự bắt nạt của Trung Quốc thì Hoa Kỳ cần làm một số việc như sau. Thứ nhất, tuyên bố ủng hộ quyền các quốc gia Đông Nam Á khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền của họ theo luật quốc tế và luật biển. Thứ hai, để hỗ trợ cho lời nói Hoa Kỳ phải tiếp tục cho tàu chiến như trường hợp USS Gabriel, Griffor và USS America biểu dương lực lượng và theo dõi tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc đi vào vùng tranh chấp để đe dọa và ngăn cản không cho các nước trong khu vực khai thác tài nguyên của họ. Thứ ba, tái thương thuyết để gia nhập TPP, trans Pacific Partnership Agreement, sao được đổi là Hiệp định Đối tác Toàn viện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Một cái neo kinh tế cho sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Á Châu, Thái Bình Dương. Thứ tư, phê chuẩn công ước về luật biển 1982 để có tư cách chính thống đòi hỏi Trung Quốc tuân thủ luật biển. Nhà báo Phạm Trần hỏi, thưa ông, là một những chuyên gia hàng đầu về các vấn đề chính trị quốc tế ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ông lý giải thế nào về thái độ có vẻ như muốn đứng ngoài của Nga, đặc biệt là của Tổng thống Vladimir Putin, một đồng minh của Trung Quốc và Việt Nam, trong vấn đề biển đông giáo sư nguyễn minh hùng trả lời nước nga dưới thời putin không còn có sự, sự sức mạnh và tham vọng của liên xô trong thời cực thịnh của nó ngày nay nga chỉ có thể là kẻ phá đám spoiler chứ không phải là siêu cường ngang hàng với hoa kỳ và trung quốc nga liên kết với trung quốc để chống lại thế độc tồn của hoa kỳ nhưng cũng không muốn là đối tác hạng hai của trung quốc vả chăng Biển Đông ở quá xa Nga và sát nách với Trung Quốc là cường quốc hạng 2. Nga không có quyền lợi chiến lược và khả năng hành động hiệu quả ở Biển Đông trong thế cạnh tranh Mỹ-Trung. Điều này có thể giải thích lập trường lập lửng của Nga. Nhà báo Phạm Trần, thưa giáo sư, trong những ngày gần đây đã có tin xuất phát từ báo China, South China Morning ở Hồng Kông nói rằng Trung Quốc sẽ công bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không (air defense identity on zone) ở biển đông bao trùm lên Hoàng Sa và Trường Sa sau khi Bắc Kinh đã làm như thế vào năm 2013 ở vùng biển Hoa Đông tranh chấp với Nhật Bản đảo Điếu Ngư Senkaku. Ông thấy Quyết định này của Trung Quốc trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh và giao thông trên không phận biển Đông như thế nào? Giáo sư Nguyễn Minh Hùng đáp: Sau China Morning Post đăng tin này như quả bóng thăm dò của Trung Quốc, vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông không được các máy bay quân sự ngoại quốc tôn trọng, nhưng nó buộc các hãng hàng không dân sự phải tuân thủ nếu trung quốc làm việc này ở biển đông nó sẽ đặt các quốc gia có tranh chấp biển đảo với trung quốc vào một tình trạng khó xử chấp nhận có nghĩa là mặc nhiên công nhận đòi hỏi sự chủ quyền của trung quốc nhưng chống lại thì không đủ sức ngược lại trung quốc cũng phải suy tính kỹ một mặt vùng nhận dạng phòng không thủ phủ lên toàn thể đường lưỡi bò thì quá lớn, chưa chắc không lực Trung Quốc có khả năng tuần tra và phản ứng của Hoa Kỳ và các cường quốc khác sẽ rất mạnh khiến nó bị vô hiệu hóa, không làm được mà gây thù oán khiến nhiều nước và các cường quốc hợp lại với nhau để chống lại thì chưa chắc có lợi trong lúc này nếu họ chỉ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên quần đảo Hoàng Sa thì lại là một việc khác. Nhà báo Phạm Trần đặt câu hỏi chót, như ông đã biết, cuộc thương thuyết về quy tắc ứng xử ở biển Đông, Code of Conduct COC giữa Trung Quốc và ASEAN đã kéo dài gần 4 năm mà vẫn chưa có kết quả, xin ông có thể cho biết lý do và trở ngại ở nút thắt nào. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng trả lời, trở ngại chính là các nước asian không đoàn kết và nhất trí vì nguyên lợi bất đồng và bị trung quốc chi phối trong khi đó trung quốc muốn kéo dài việc ký kết để có thời gian thực hiện các việc đã rồi hầu có thế thượng phong trong việc thường thuyết ngoài ra trong khi asian muốn bộ quy tắc ứng xử có tính cách ràng buộc thì trung quốc không muốn thế việt nam muốn bộ quy tắc ứng xử áp dụng cho cả trường sa lẫn hoàng sa. Điều mà Trung Quốc không muốn đó là chưa kể những bất đồng về cơ chế giải quyết, tranh chấp và cách tiếp cận trong việc xử lý tranh chấp. Nhà báo Phạm Trần thành thật cảm ơn giáo sư. Trân trọng kính chào Trần Việt, tường thuật cho Carolina TV.